đậu vô luôn. Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình cũng không có đi săn bắt gì, ở nhà mình lấy con cá phi bữa mình câu quá cả nhà. Ra bữa nay mình kho nước dừa với khế tàu. Rồi, mình kho mình làm món ăn mình ăn cơm nha cả nhà. Bữa mình đi câu cá dính được một con. Cá phi cũng hơi bự. Hôm ngày mưa gió quá cả nhà, mình không có đi săn bắt gì được hết đâu. Rồi một lát nữa mình đang gã đông con cá ra, rồi một lát nữa mình kho nha cả nhà, mình kho mình ăn cơm. Rồi ngày mới mình cũng mến chúc bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình nha. Này cả nhà, cá mình đang gã đông ra, rồi cho nó tan đá ra rồi bắt đầu mình kho nha cả nhà. Lát mình chặt dừa, kho nước dừa với lại khế tàu. Cái này mình chuẩn bị mình chặt dừa cả nhà. Chắc mình chặt hai trái quá, trái không đủ. Nấu nước cũng sôi rồi, cá mình cũng sắc ra mình bỏ vô nha cả nhà. Cho cá nó hái chút xíu rồi mình bỏ khế tàu vô, mình ra ngoài mình bẻ khế tàu.
rồi ra em bé máy cháy khơi tàu rồi cả nhà. Cái tàu của mình chiếc này nó cũng đang ra cháy. Cá rô phi kho nước dừa với khế tàu. Bốn trái bé thêm trái nữa. Năm trái mà còn sáu trái rồi. Dạ, trước anh bé vài trái ớt, cây ớt ớt hiểm mọc ở trong dưới cây mai luôn. Trái nó cũng chín. Thì phải trái rồi. Sầu cũng cho khế tàu vô luôn. Đường với miếng hạt nêm đúng. Miếng nước mắm hai giá nước mắm. Cho miếng nước màu vô nữa cho nó có cái màu cái nha. Đỏ đỏ chứ. Muỗng nữa. Thank you.
múc cá cá chín nè cả nhà. Bây giờ mình múc ra mình ăn cơm nha cả nhà. Hôm nay mình ở nhà có một mình ơn nè. Rồi múc cái khứa cá này đi. Khứa thì mình ăn đủ rồi, với lại nó cháy khới. Bữa nay mình ở nhà có mình nên nè, mình nấu nhiêu đây mình đủ ăn nè. Rồi mình mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Dầm mấy cái khế này ra. Cắt con mớ rau hôm mà chấm rau hôm ăn. Nghề thịt cá nó hơi lạc cả nha, mình lấy muối ớt mình chấm, muối ớt chấm ăn. Lấy muối ớt chấm, cá hơi lạc, cái nước thì nó ngon rồi đó. Ai thích ăn nước mắm thì ăn, còn riêng mình thì mình phải ăn muối ớt nghe cả nhà. Cái gì cũng vậy, cho mình chấm toàn ăn muối ớt không à. Cái nước ăn nó ngọt, vị cái vị hương vị nó ngọt ngọt mặn mặn cay cay. Cái này mình chan cho nó ngập nước luôn. Nó cá này nè, chấm với muối ớt. Thank you.
Chấm muối ớt thì êm đó cả nhà. Hồi nãy thì nó lại ạ. Nước cá ăn quá đã, quá ngon luôn cả nhà. Thế đạo quá cả nhà, ăn nó bùi bùi chua chua, ăn cũng đỡ, ăn không á thì nó còn sống á thì nó chua với lắm chua, còn mà trong đây á mình nấu nó ra nước rồi cả nhà, ăn nó cũng bớt cái vị chua rồi, ăn nó cũng êm lắm cái trái khế á. Quá đã. Chén nữa là ba chén rồi. Cũng cạn cái bao nước luôn à. Ăn cho nó ngập nước luôn nè, ăn nó mới ngon. Cái này nó không có mặn đó cả nhà, nó ngọt ngọt mà nó cái hương vị mặn mặn nó cũng hơi hơi à, vừa ăn lắm. Thế tàu cháy không? Cháy sống mình không ăn được vậy đâu. Chua lắm chua. Thường thường thì mình thấy người ta kho me me non á cả nhà, con này mình kho khế. Tùy theo cái khẩu vị của mọi người, với lại ớt nó cay cả nhà, ăn cay cay, ăn chảy nước mũi luôn.
Ba chén à, ngon thiệt nhưng mà mình ăn cũng hết nổi rồi cả nhà. Mình chan cũng cạn nước mẹ luôn à, hết nước à. Rồi cũng xin tạm dừng clip đấy luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy có vui thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Xin chào cả nhà luôn nha.